Có thể bạn chưa biết, cà chua dùng để chế tạo khác với loại cà chua có thể mua trong siêu thị. Nếu bạn đã từng thử chế tạo thảm huyền ảo loại A tại xưởng chế tạo Kaya, bạn sẽ nhận thấy vật phẩm này yêu cầu cần có 10 quả cà chua. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng những quả cà chua đang bày bán tại siêu thị. Thay vào đó, hiện tại cách duy nhất để bạn có thể sở hữu nguyên liệu chế tạo này là thông qua một quả đăng nhập. Trong sáng nay, chúng mình đã gửi cho các bạn 10 quả cà chua thông qua hộp thư trong game và các bạn có thể sử dụng chúng để chế tạo thảm huyền thoại loại A này nhé. Các bạn hãy check ngay hôm nay kẻo bỏ lỡ đó nha. Chúc các bạn chơi vui!